bác sĩ giải thích chưa? Cuối cùng ho có lây không? Lấy gối che. Có chị. Lấy nồi nào? Có lây. Là ví dụ như những bệnh ho lao nè, ho gà. Nhưng mà làm ơn nha, đừng có đem cái bản này ra gắn ở ngoài nữa nghe chưa. Đi có ôm cha rồi. Ai ho lao vậy? Bà Hai chứ ai. Trời ơi. Cha chị Hai chứ ho lao hả? Hôm nay ho quá vậy. Trời ơi. Ho mà chúa nhủi luôn rồi. Ho chấm đầu chấm cổ thì ghê dễ sợ luôn thiệt á. Mệt quá. Ho mấy bữa nay, ho đến nỗi mà khan tiếng, ho tức ngực mệt mỏi trong người. Mà bây giờ chiều nay đang đám cưới của thằng bồ cũ rồi. Thôi nè, đứa nào chạy ra mà tiệm thuốc tây mua giùm chị liều thuốc ho cho uống coi. Trời ơi, thấy ghê quá vậy trời. Ho là phải đi khám bác sĩ mới biết là ho như thế nào, mua thuốc mình uống. Ho thì cần gì đi bác sĩ, cái này là mùa ho. Trời ơi, trời ơi mùa nào mà mùa ho trời. Người ta gọi thế giới này, người ta nói là mùa đông nè, mùa hạ nè, mùa xuân nè, mùa thu nè, không ai có được mùa ho mà. Bây giờ tôi mệt mỏi quá, tôi tức ngực, tôi ho, tôi khan tiếng. Nè. Đi mua giùm tôi liều thuốc ho, chiều nay tôi hết ho, tôi ăn đám cưới chứ tôi ho. Tôi vô bà rồi tôi ho. Ngại lắm. Bác sĩ có nói rồi là nếu như mà mình có bị ho đó thì mình nên dùng cái sản phẩm nào mà nó thảo dược. Hiểu không? Nó chị ho lông đờm chứ không phải hở cái nhào tới bác sĩ. Chị ba em mua sẵn đó nè. Em nghe ba ho từ đêm qua em mua sẵn đó. Chị ba lấy đi. Là nhiều khi chị muốn chớm chớm bệnh chị uống trước cũng được. Giỏi quá. Em ruột chị ba. Nhỏ nhất trong đám đó mà giỏi rồi chơi biết cách phòng ngừa nè. Trị bệnh ho nữa. Trời chị, em trẻ nhất trong nhà mà. Mấy chị già lớn tuổi hết rồi mà giờ không chồng không con. Em là coi như em lo cho mấy chị em mới không lấy chồng á. Coi lại mình đi, mình đừng có nói hai bà chị mình ha, mình cũng ế như ai. Lời khuyên cho người bệnh ho: để phòng ho khi giao mùa nên rửa tay thường xuyên, giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, chú ý tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng cúm hàng năm hoặc phòng viêm phổi 5 năm một lần, đặc biệt tiêm phòng ho gà cho trẻ nhỏ. Khi bị ho cường độ cao, ho về đêm, có thể sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược giúp trị ho lông đờm, kháng viêm, chống viêm đường hô hấp, rút ngắn thời gian điều trị, không nên tự ý dùng kháng sinh. Nếu ho trên 5 ngày nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán nguyên nhân gây ho và điều trị hợp lý. Nên mua các sản phẩm trị ho có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt.